Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở khu vực Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, trên địa bàn tỉnh Long An mây thay đổi cho đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, với nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 90%, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước tại các huyện phía Bắc lên theo triều, mức đổ về và mưa tại chỗ. Dự báo ngày mai 25 tháng 7, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Bộc Quá là 0,69m, tại trạm Tân Hưng là 1m, ở trạm Vĩnh Hưng là 1,10m và 1,35m là mực nước cao nhất được dự báo tại trạm Hưng Điền B. Trong khi đó, tại trạm Vĩnh Đại, mực nước được dự báo thấp hơn, đạt mức 1,05m. Đối với khu vực phía Nam, mực nước ở khu vực này xuống theo triều. Tại trạm Tân An, mực nước cao nhất vào ngày mai là 0,87m, còn ở trạm Bến Lức là 1,03m. Trong ngày mai sẽ có hai lần xuất hiện đỉnh triều từ 9 giờ cho đến 11 giờ và 21 giờ cho đến 23 giờ. Đỉnh triều ở hai trạm này đều xuất hiện trong khoảng thời gian từ 9 giờ cho đến 11 giờ. Xin được chuyển sang thời tiết ở khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng giải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ, nối với bão Doksuri có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao là áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định, sau suy yếu và rút chậm ra phía đông, gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Sau đây là phần dự báo chi tiết. Tại miền Đông Nam Bộ, mây thay đổi cho đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi, rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 33 độ. Đối với miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa mưa to. Trong mưa dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Với nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 32 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau.